cục này nè. Cái cô sờ nha, cái cục dạ. Này cô mơ cô làm cô nặn nặn vẫn đâu có được. Chồng, cái này dễ gì nặn được không? Ừ. Phải có kỹ thuật. Hay là mình dùng tay. Cô giỏi ghê, chịu đau giỏi. Không chịu sống. Thì chấm xi máu bỏ vô. Không mà để lên được à. Có xin nước. Lửa chưa đi lần môi. Cá lửa là hồi trước là nằm ở chỗ Nguyễn Văn Linh. Hai chín bên tôi xích á. À, đặt xong chưa? Cô chị đau giỏi thiệt. Cục này là gần lầu lên cái da luôn nè. Thích nhưng mà dễ gì có mà quay. Cục này cứng lắm. Thao phúc. Chị thấy em chị cũng muốn lơ rồi đó. Thiệt. Lơ cho mau vào. Cô đưa ca chịu đau cho bác sĩ. Chị
view cũng là bình thường. Trâu và trà cứng. Cái này như cái cục nó chưa phải. Do cái tướng cũng hơi tương tự. Quay hồi trước chị trùm để tóc nữa càng giống hơn lúc này hơi khó. Ôi trời, cong kim luôn, cong cái kim luôn nè. Đúng một cười đó bạn. À bằng thông tự nhiên đào đứa nó nhỏ mà hai cắp rồi đào hai cậu đào dễ thương tưởng mấy đứa mình cười em chị trong đám này mà đi hết có đặt đào ghê đó. Cà phê chi à? Cà phê tàu điện ngầm à, à, cà phê mà cái chị mới mới đó. Dạ. Mấy đứa là làm Insta quá là nhiều like lắm. Nhiều người theo dõi. Instagram chị đó. Thèm cá nè. Bên kia đồ rớt chơi cục mụn to rồi. Cô này chắc xí có lỗ tai quá. Ngoài hết, nặng hết. Mỗi lần cô đi mình hả cô? Đi mình hả? Tự đi luôn. Tự tìm tò đi. Nó cứ kêu má đi làm đi. Cô năm nay mấy rồi? 71. Mấy? 71. Rồi nhìn cô trẻ mà nhìn khỏe thì thiệt, nhìn trẻ quá. Nhìn thấy là thấy đầy sức sống luôn á. Nghĩ luôn á. Nó hết hầu luôn á. Trẻ thật sự luôn. Trời ơi, mụn này thôi chứ không nặng ra được rồi. Cũng cục này là biết là gãy kim. Trời ơi, trên mắt cô ráng còn xí nha. Cục này trên mắt hơi đau xí. Mà nó cũng đứa con dâu cô nó bị dị ứng với thuốc tê trên về sau nó bảo là cứ thế làm thôi. Cô có bị không? Không. Cô đi nhổ răng miết.